Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại nội dung phân tích Tây Du Ký của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nguyên lai Tôn Ngộ Không là cố ý không nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Tôn Ngộ Không vĩnh viễn chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ, từ hồ đất trở thành một sự tình chắc như đinh đóng cột mà mọi người đều biết. Trên thế giới đáng sợ nhất chính là lời đồn, một truyền 10, 10 truyền trăm. Trong lời nói chỉ cần có một chút thay đổi thì giả cũng thành thật, chết cũng thành sống. Mà Tôn Ngộ Không không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai cũng là như vậy. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng với kênh Giải Trí Tổng Hợp tìm hiểu về vấn đề này. Trong nguyên tác viết, ngoại hình của Tôn Ngộ Không là thấp bé dị thường, thân cao không đủ 4 thước. Nếu như chuyển đổi theo đơn vị đo lường hiện đại để dễ hình dung thì chỉ khoảng 1,33m. Mà lòng bàn tay của Đức Như Lai nguyên tác cũng viết, đó là như một chiếc lá sen lớn, có thể ước lượng theo đơn vị đo lường hiện đại là với diện tích khoảng 1m². Nếu chiếu theo lý mà nói, thì Tôn Ngộ Không muốn thoát ra khỏi lòng bàn tay của Đức Như Lai cũng chỉ cần lăn một cái thì liền đã xong. Lại thêm Tôn Ngộ Không là ở trên lòng bàn tay của Đức Như Lai đi tiểu, mà trước khi có hành động ngỗ nghịch này, hắn chính là đã chủ động dừng lại. Nguyên nhân là bởi vì hậu tử tưởng rằng 5 ngón tay của Đức Như Lai chỉ là 5 cái cột trụ của thiên giới, chính là 5 cây cột chống trời, nên liền dừng lại sau đó đi tiểu để làm chứng, như hậu tử không bị nhầm lẫn như vậy. Hắn khẳng định lộn nhào thêm một cân đầu vân liền đã có thể thoát khỏi. Mọi người có thể suy nghĩ một chút, Tôn Ngộ Không lúc này nếu muốn thoát ra khỏi lòng bàn tay của Đức Như Lai, có phải chính là một chuyện tất nhiên hay không? Vậy hắn vì sao không có làm như vậy? Đức Như Lai khẳng định là trên ngón tay của mình có sử dụng mưu kế, để Tôn Ngộ Không nghĩ lầm, ngón tay tức là cột trụ trời, liền sẽ dừng lại. Mà Đức Như Lai nếu muốn biết điểm này như vậy nhất định phải biết rõ tính cách cùng tâm lý của Tôn Ngộ Không. Xem ra biết người biết ta, bách chiến bách thắng, câu nói này thật sự là đúng trong mọi trường hợp. Nhưng quay trở lại vấn đề lại đúng là Tôn Ngộ Không phớt lờ. Hắn không nên qua loa ngừng lại rồi còn đi tiểu để làm chứng. Nhưng hắn cho dù dừng lại thì tiếp theo phải làm thế nào? Cần nhớ kỹ Đức Như Lai lúc trước là đã cùng hầu ca cá cược ra sao? Đó là nếu Tôn Ngộ Không thắng, Đức Như Lai sẽ đem Ngọc Đế mời đến ở lại Linh Sơn ở, rồi đem thiền cùng hai tay tặng cho Tôn Ngộ Không. Còn nếu như Tôn Ngộ Không thua, thì Đức Như Lai cũng không tiếp tục làm khó dễ Tôn Ngộ Không, mà thả hắn xuống hạ giới để tiếp tục tu luyện. Trong cách cá cược như vậy, bất luận thắng thua thì có vẻ hầu ca đều không phải chịu thiệt thòi gì cả. Nếu như thắng thì tốt, nếu như thua cũng chỉ cần rời khỏi thiên đình mà thôi. Đã có được những lời này của Đức Như Lai, Tôn Ngộ Không mới yên tâm thoải mái phớt lờ mọi thứ. Một cái cân đầu vân cách xa vạn dặm, rất rõ ràng có thể lật thoát ra khỏi lòng bàn tay. Nhưng hắn lại không nhảy ra. Nhảy ra thì sao, không nhảy ra thì thế nào? Dù sao mặc kệ là ra sao thì lợi ích của bản thân, Tôn Ngộ Không cũng không bị tổn hại. Chỉ cần vui vẻ là được. Hầu tử là một con khỉ ưa thích huyền náo và vui vẻ. Nhưng Tôn Ngộ Không làm sao cũng không nghĩ tới, Nhất Đại Phật Tổ Linh Sơn Lão Đại đứng đầu Tây Phương Giáo lại lật lọng. Không đợi Tôn Ngộ Không kịp nói dứt lời, lòng bàn tay của Đức Như Lai liền chụp xuống, nhất định muốn hàng phục Tôn Ngộ Không. Xem ra chủ nhân Tây Phương Giáo lần này là thực sự quyết tâm. Còn có một điểm trọng yếu nhất, Tôn Ngộ Không biết rõ mình lẻ loi một mình, mà phía sau Đức Như Lai đứng vững Thiên Đình Thiên Quân Vạn Mã, cùng đông đảo Phật Bình La Hán. Cho dù mình thật sự thắng được thì làm sao khiến thiên quân vạn mã của hai nhà Phật đạo chịu chấp nhận kết quả này. Cho nên thắng thua đều là một kết quả. Tôn Ngộ Không chỉ cần làm sao cho bản thân cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần viết chữ và đi tiểu một bãi là xong. Nhưng chủ nhân Tây Phương Giáo đã chớp lấy thời cơ, không đợi hắn kịp thoát ra ngoài, liền đem bàn tay chụp lại trấn trụ Tôn Ngộ Không. Chuyện này là hầu cả không kịp phản ứng nên phải chịu kiếp lưu đày. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề Tây Du Ký được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video như thế này hoặc là những bài phân tích liên quan đến những tác phẩm khác như Phong Thần Diễn Nghĩa, Tà Cô Diễn Nghĩa, Thủy Hử, hay kể cả những bài phân tích liên quan đến những tác phẩm kiếm hiệp của những nhà văn rất nổi tiếng như Kim Dung, Đan Thanh, Cổ Long, Mã Vĩnh Thành hay Ôn Thụy An, thì các bạn hãy tiếp tục truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã từng được đăng tải lên trước đó và tiếp tục chờ đợi những video hấp dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.